Chị Quỳnh Chi xin chào tất cả các em. Trong chương trình Nhạc sĩ với tuổi thơ hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, trò chuyện với một nhạc sĩ là tác giả phần âm nhạc của nhiều bài hát đồng dao cũng như nhiều ca khúc viết cho tuổi thơ của các em nữa đấy. Đó chính là nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh. Nào, chúng ta cùng bắt đầu với chương trình nhé. Ông Rằng Ông Răng, lời đồng dao do nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh viết nhạc. Chúng ta vừa nghe bài hát Ông Rằng Ông Răng, lời đồng dao do nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh viết nhạc. Các em thân mến, có thể nhiều bạn nhỏ đã biết đến nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh qua những sáng tác dành cho thiếu nhi. Nhưng những thông tin về nhạc sĩ thì chắc nhiều bạn nhỏ vẫn chưa biết đâu. Chị Quỳnh Chi sẽ bật mí với các em nhé. Nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh đã có gần 18 năm là giáo viên giảng dạy bộ môn âm nhạc tại trường Trung học Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng, nay là Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Và hiện nay, chú đang là trưởng phòng văn nghệ thể thao Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam thành phố Đà Nẵng nữa đấy các em ạ. Qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì nhiều bạn nhỏ cả nước đã biết đến nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh qua rất nhiều ca khúc viết cho tuổi thơ như Em cũng là chiến sĩ, Ba em và ông em, Những chú thỏ ngoan, Em hát dưới mái trường, vân vân. Và đặc biệt là những bài hát đồng sao do chú viết nhạc đã được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh tâm sự về những bài hát đồng sao do chú viết nhạc nhé. Bởi vì đồng dao là những bài hát truyền miệng của trẻ em ở lứa tuổi nhi đồng và thiếu nhi. Đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng ở thành phố, rồi ở những nơi đông người, các trò chơi đồng dao hiện nay thì hầu như là không còn nữa. Cho nên là trong nhiều năm qua, tôi thấy những cái bài văn vần, những cái bài thơ, những cái câu văn của các em, là tôi cũng đi nhiều nơi, tôi làm được một số việc như sau. Tôi đã ghi âm được một số những cái bài gọi là đồng dao của các em, kể cả ở Tây Nguyên cho tới ở những cái vùng xa xôi khác. Loại thứ hai là những cái bài đồng dao của các em chơi mang tính chất là lời cổ, thì tôi giữ nguyên như vậy để ghi lại cái phần nhạc cho các em chơi. Một loại nữa là cái loại tôi thấy những cái lời đồng dao của ông cha chúng ta để lại rất là hay, và tôi có phổ nhạc để cho các em vừa hát vừa chơi. Nhưng mà cái tâm niệm của tôi là đối với người nhạc sĩ mà khi phổ cho các em để các em chơi đồng dao, bởi vì đồng dao nó mang cái nghĩa là vừa chơi và vừa hát, cho nên là sau cái khúc thức nó phải là rõ ràng, hòa với lời ca để khi các em có thể là vừa hát, vừa chơi, có thể vừa nói có ngữ điệu, vừa chơi, có thể không cần nhạc cụ, có thể các em vẫn chơi được. Cho nên là tôi rất muốn làm sao là ghi được nhiều những cái bài đồng dao và viết thật nhiều những cái khúc đồng dao có những lời ca dễ thương của ông bà để lại, cũng như là những lời đồng dao mới bây giờ. Chúng mình vừa nghe tâm sự của nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh và bài hát Thằng Tò He, lời đồng dao do nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh viết nhạc, tốt ca tuổi thơ thành phố Đà Nẵng trình bày. Các em ạ, đồng dao vốn là những điệu hát bắt nguồn từ thơ ca dân gian truyền miệng của trẻ em Việt Nam. Đồng dao bao gồm nhiều thể loại như là các bài hát, các câu hát trẻ em, lời hát trong các trò chơi, bài hát du, vân vân. Nhưng thường gặp nhất là những bài hát đồng dao gắn liền với các trò chơi dân gian. Những trò chơi ấy tuy rất giản dị, nhưng cùng với trò chơi là những khúc hát, những câu vè mang tính giáo dục cao, giúp các em thêm yêu quê hương đất nước, yêu gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Ngày nay, cùng với những trò chơi dân gian, thì đồng dao đã không còn phổ biến như xưa nữa. Vì vậy, nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh muốn hòa mình vào tuổi thơ của các em qua những khúc hát đồng dao, để những trò chơi dân gian đó không bị lãng quên. Tuổi thơ tôi sống ở bên cái dòng sông Châu Giang của một cái tỉnh nhỏ. Từ hồi nhỏ tôi đã được chơi rất nhiều các cái trò chơi, nhất là những trò chơi mo cau mà rụng xuống. Thì chúng tôi chơi những trò chơi như là cưỡi ngựa, rồi là đánh trận giả, rồi đánh khăng, đánh bi, vân vân.
ngay từ nhỏ thì tự nhiên những cái lời ca của Đồng Dao nó ngấm vào trong tôi lúc nào không biết. Cái điều may mắn nữa là khi bắt đầu làm thầy giáo cho tới bây giờ thì tôi là rất gần với các em. Tôi nghĩ rằng là sống mà không hòa đồng với các em, không hòa mình và các em thì tôi cảm thấy trong cuộc sống nó thiếu thốn một cái gì nữa. Và đến giờ này thì tôi nghĩ rằng là trách nhiệm của mình làm thế nào đó để trả lại vị trí cho các em ở những trò chơi đồng dao. Tâm sự của nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh cùng bài hát Rung Răng Rung Rẻ, Lời Đồng Dao do nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh viết nhạc. Các em ạ, ngoài những thành công trong sáng tác nhạc cho thiếu nhi, nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh còn tham gia giảng dạy và viết sách giảng dạy âm nhạc cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Trong năm 2006, nhà xuất bản trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản tuyển tập 50 ca khúc thiếu nhi và những bài hát đồng dao lạc vào thế giới tuổi thơ. Và năm nay, 2010, tuyển tập 75 ca khúc thiếu nhi và khúc hát đồng dao sẽ được Hội Văn nghệ Dân gian xuất bản. Chị Quỳnh Chi mong rằng qua những bài hát đồng dao mà nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh viết nhạc, các em sẽ thêm yêu những khúc hát đồng dao và những trò chơi dân gian của dân tộc. Xin kính chúc nhạc sĩ luôn khỏe mạnh và tiếp tục có thêm nhiều bài hát hay dành cho tuổi thơ của chúng mình. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Đố Là Con Gì, Lời Đồng Dao do Tốp Ca Thiếu Nhi Thành phố Đà Nẵng trình bày. Vừa nghe chương trình Nhạc sĩ với tuổi thơ giới thiệu nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh và những bài hát đồng dao do nhạc sĩ viết nhạc. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chương trình kỳ sau.